Tiếp tục là câu chuyện về tình yêu, một món ăn tinh thần quá đỗi quen thuộc đối với các mọt phim Hàn, nhưng chưa bao giờ mà các nhà làm phim của xứ sở Kim Chi lại làm người xem đại chúng thất vọng bao giờ cả. Và ở Business Proposal hay Hẹn Hò Chốn Công Sở, bộ phim Hàn mới nhất vừa được lên sóng trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix với 12 tập phim, hiện đã đi được hơn một nửa chặng đường, cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vậy để cùng tìm hiểu xem phim có gì hay và hấp dẫn, ngay bây giờ sẽ là bài review về Hẹn Hò Chốn Công Sở. Hẹn Hò Chốn Công Sở là một bộ phim hài tình cảm được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên của Hàn Quốc. Phim kể về cô nàng Shin Hari, một nhân viên nhỏ bé trong một tập đoàn khổng lồ, với ngài chủ tịch đương thời là anh chàng lịch lãm có gương mặt của chim thủy tổ. À đùa thôi, có gương mặt điển trai Kang Tae-mu. Câu chuyện tình cảm bất đắc dĩ dở khóc dở cười cặp đôi bắt đầu khi mà Hari trong một lần đi xem mắt hộ bạn của mình với tên giả đã vô tình gây ấn tượng cực mạnh với đối phương, aka sếp của bản thân. Và từ đây, cô vừa phải tránh né cấp trên, vừa vô tình vướng vào lời đề nghị hẹn hò giả với chàng thiếu gia của tập đoàn, nơi cô rất cố gắng mới có thể xin vào làm được. Bình mới rượu cũ chính là những gì đầu tiên mọi người đều nhận thấy khi tiếp xúc với bộ phim lần này. Nhưng Hẹn Hò Chốn Công Sở lại đầy tinh tế khi sở hữu một loại rượu hảo hạng, và dù có dùng lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn ngon và hợp với gu của khán giả đại chúng. Ý tưởng ban đầu của phim vừa nhìn vào đã ngay lập tức khiến ta liên tưởng đến bộ phim Ăn Khách, Thư Ký Kim Sao Thế. Cũng là câu chuyện xoay quanh một nhà tài phiệt chưa từng biết yêu đương là gì, cũng là bối cảnh nơi công sở, vẫn là những trò đùa về tiền tài và địa vị. Tuy nhiên, Hẹn Hò Chốn Công Sở không chỉ sao chép mà không có biến tấu sao cho mới mẻ. Shin Hari của nữ diễn viên Kim Se-jun chính là một hình mẫu hoàn toàn độc đáo, mới mẻ và tạo ra một hiệu ứng vô cùng tốt dành cho người xem. Cô có những biểu cảm và nét diễn xuất có một không hai, đầy biến hóa và dễ dàng hút hồn ta. Từng gây ấn tượng mạnh mẽ với nghệ thuật săn quỷ và nấu mì, nay Se-jun tái xuất với một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, hài hước và yêu kiều khi cần thiết. Mọi nét chấm phá trong Hẹn Hò Chốn Công Sở nó không ngoa thì đều do một tay cô tạo dựng. Song hành cùng với đó là An Hyo-suk trong vai người con nhà tài phiệt đời thứ ba Kang Tae-mu. Chemistry của cặp đôi nam nữ chính phải nói là đẹp đến không ngờ. Chưa dừng lại ở đó, những màn tung hứng, quăng mạng miếng hài đều được cặp đôi của ta thể hiện vô cùng tròn trịa, vừa phải và được chọn lọc tương đối tốt từ khâu biên kịch. Từ đó mà phim cũng chỉ tạo ra được nhiều khung bậc cảm xúc không thôi. Hẹn Hò Chốn Công Sở còn tạo ra được một trải nghiệm giải trí hiếm hoi trong vô vàn những bộ phim drama đầy biến cố như hiện tại. Đó cũng lại là một điểm cộng khác mà các nhà làm phim đã mang tới. Tính tới nửa chặng đường hiện tại, phim thực sự không có quá nhiều khúc mắc hay những vật cản cho cặp đôi chính, cũng như sự ức chế dành cho người xem gần như là bằng không. Thứ mà chúng ta được trải nghiệm tính đến bây giờ chỉ là một sự giải trí đơn thuần, một buổi hài kịch được chọn lọc cẩn thận và được diễn bởi những con người đầy hiện đại và duyên dáng. Hẹn Hò Chốn Công Sở còn rất biết cách tập trung đúng vào thứ người xem cần. Bên cạnh cặp đôi tổng tài và nhân viên, cặp đôi phụ của phim là Thư Ký Cha do Kim Min Kyu thủ vai và Jin Yong Seo do Seo In Na thủ vai cũng đem lại rất nhiều nét mới lạ hơn nữa cho bộ phim lần này. Cả hai chính là một trường hợp vừa tương phản so với cặp đôi chính, vừa bổ trợ để câu chuyện của phim tiến đến cao trào một cách đầy hợp lý và thuyết phục. Mối tình của cặp đôi phụ dù hiện tại vẫn chưa có nhiều tiến triển, nhưng chắc chắn với cách xây dựng như hiện tại, ta sẽ có hai cặp đôi với hai hình tượng và hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn có sức hút đặc biệt dành cho người xem. Tóm lại, nếu bạn đã từng cười ra nước mắt và đỏ hết cả mặt với cặp đôi Park Park trong Thư Ký Kim Sao Thế thì chắc chắn Hẹn Hò Chốn Công Sở sẽ làm hài lòng bạn, và gần như có thể nói rằng phim đã mở ra một câu chuyện mới, một cách khai thác mới cho dòng phim Hàn Quốc, một lối xây dựng cao trào chỉ dựa trên những điều tình tiết hết sức là bình thường và nhẹ nhàng. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem Hẹn Hò Chốn Công Sở hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà mình ra trong tương lai. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tang On.